Huấn luyện viên Chu Xie từng không triệu tập Vũ Văn Thanh trong một thời gian dài, trước khi gọi trở lại anh ở chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2026. Thậm chí, Văn Thanh còn được đá chính hai trận liên tiếp trước Philippines và Iraq. Khi người hâm mộ vẫn còn tranh cãi về cách dùng người của huấn luyện viên Chu Xie ở đội tuyển Việt Nam, về câu hỏi làm thế nào để được coi là đáp ứng được điều kiện, Vũ Văn Thanh có thể là địa chỉ để tìm ra câu trả lời. Lý do huấn luyện viên Chu Xie ít thử nghiệm Văn Thanh trước khi lên thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2026, Văn Thanh không được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong vòng 5 tháng. Anh chỉ đá một hiệp trong các trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam. Văn Thanh trải qua một giai đoạn dài không được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam thời ông Chu Xie. Tuy nhiên, những lựa chọn ở hành lang phải của ông Chu Xie như Trương Tiến Anh, Hồ Văn Cường chưa đạt yêu cầu như kỳ vọng. Trong khi đó, phong độ của Văn Thanh đầu mùa giải rất tốt. Nhà cầm quân người Pháp bắt đầu quan tâm trở lại với cầu thủ đa năng của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Theo tìm hiểu của VTC News, lý do huấn luyện viên Chu Xie không ưu tiên Văn Thanh trong giai đoạn đầu là cách chơi bóng của anh tại câu lạc bộ Công an Hà Nội khác với mong muốn của ông đối với một hậu vệ cánh. Thực tế, câu lạc bộ Công an Hà Nội sử dụng Hồ Tấn Tài ở vị trí này chứ không phải Văn Thanh. Huấn luyện viên Chu Xie quyết định gặp mặt trực tiếp cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trước khi đưa ra lựa chọn về bản danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam ở đợt quan trọng nhất. Nhà cầm quân người Pháp trực tiếp đến sân tập của câu lạc bộ Công an Hà Nội ở Hưng Yên và đề nghị huấn luyện viên Trần Tiến Đại, khi đó vẫn giữ chức, cho gặp riêng Văn Thanh. Hoàn toàn bất ngờ và không có sự chuẩn bị, Văn Thanh vẫn thuyết phục được huấn luyện viên Chu Xie bằng những gì sẵn có từ chính cá tính của anh. Văn Thanh đá tròn vai trong trận đấu với Iraq.